Giới luật là nơi nương tựa vững chãi của tự thân, là mạng mạch của Phật Pháp, để từ đó tinh tấn tu tập và thành tựu đạo nghiệp. Lắng nghe được những nguyện vọng đó với lòng thương tưởng của các bậc tôn đức, nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh kiến khai Đại giới đàn mang tôn hiệu Tâm Hòa, Phật lịch 2564, dương lịch 2020. Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Hòa là bậc thạch trụ chốn Tòng Lâm, làm rạng người Phật giáo Tây Ninh, với tấm gương của Ngài để các giới tử nương theo trên lộ trình tu học và phụng sự đạo pháp dân tộc. Đại giới đàn Tâm Hòa lần 9 sẽ được diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 8 năm 2020, nhằm ngày 19 đến ngày 22 tháng 6 năm Canh Tý. Ban kiến đàn đã tôn trí trang nghiêm tuyển Phật trường tại chùa Linh Sơn Phước Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, và nơi đây cũng sẽ tấn đàn dành cho giới tử tăng. Giới đàn ni tại chùa Long Châu Phước Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh. Ban tổ chức cung thỉnh Hòa thượng Thích Niệm Thới, đương vị Hòa thượng đàn đầu Hội đồng Thập sư tăng; Hòa thượng Thích Huệ Tâm, đương vị Yết Ma A Xà Lê; Hòa thượng Thích Minh Bửu, đương vị Giáo thọ A Xà Lê; ni trưởng Thích Nữ Diệu Nghĩa, đương vị Hòa thượng đàn đầu Hội đồng Thập sư ni. Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, cũng là biểu hiện của sức sống tăng đoàn. Tin chắc rằng với trường trang nghiêm, giới sư thanh tịnh và giới tử chí thành cầu giới, các giới tử giới đàn Tâm Hòa lần 9 tại Tây Ninh lần này đều được đắc giới và an trú trong năng lượng thanh tịnh của giới pháp, góp phần làm nền tảng vững chắc trên lộ trình tu học và phụng sự cho giáo hội, để hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sinh. Kênh thông tin tổng hợp Phật sự online sẽ truyền hình trực tiếp sự kiện trọng đại này. Kính mời chư quý vị đón xem.